Má đẹp cho em tủ tỷ số là 1-0. Mark C. Hai Mark à? Chứ là Mark AC. AC của chuyên bệnh. Ba con Mark C. Có map đấu có tận 3 Mark C, mình hai Mark cái độ bàn thì không anh cầm Mark C chứ anh cầm AC. Bởi này tất nhiên độ bàn con AC kẹp vào chứ khỏe hơn rồi. Đây là Max C trong tay thủ tiểu màn thầu. Đây là về lớp. Một trận đấu mà chúng ta liệu có nhà nào cơ cấu được cùng ai không? Chào anh Trần Đức Công nhá. Có voi và có heal dành cho bài Max C, mà con vực là rất dài. Cùng xem bài này thầu có thấy nhà khung hay không. Thôi được cảm giác thấy 12 giờ nó cũng khung luôn đấy anh em ạ. Rồi, cậu bò về, dành cho về lớp qua bò thứ hai. Em xem lớp tí nhá, xin phép em vài phút em đi về cấp C. Đã thêm một vò nữa rồi. Xin phép em tắt 2-3 phút anh em nhá. Zokon Talamas, Homus, Hilari, Somus, Alamas,
À, xong rồi. Alo alo. Đâu em xin phép anh em đi vệ sinh tí anh em ơi. Hôm qua mua làm ít nho. Bảo là đây là nho Mỹ, không biết là Mỹ Tho hay Mỹ Đình. Đau bụng từ tối hôm qua đến giờ. Hay không? Em đây anh em ơi, em đây Vũ Tuấn ơi. Hello anh Đinh Sĩ nhá.